Ây gu, hôm nay đổi gió tí nhở. Bạn có tự tin là mình có thể cân hết các bài hát hot nhất bây giờ hay không? Người chơi hệ điều hành top 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 mỡ thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay của chị Kính rồi. Like video, đăng ký kênh xong rồi vào việc anh em ơi. Câu 1, đây là bài hát nào? Nhưng cô gái này là của ai? Đâu phải có tôi, đâu thôi mơ mộng. Mà lòng đây vương vấn mong. Ai thì chị Kính không biết, nhưng mà bạn trả lời đúng thì like video điểm danh cái đi. Bạn đã có cái video cắp cắt giật giật nào ghép cái bài này chưa? Chưa có thì làm luôn đi cho khỏi quê nè. Câu 2, bản Việt thì các bạn biết rồi nhưng mà bản tiếng Trung này thì ít ai biết tên lắm nha. Thì comment xuống dưới xem cái trình độ ngoại ngữ Hán Việt của bạn đến đâu nhé. Trên idol thôi nè. Một người hẹn nhiều là thế, nó khiến cho em mẩn mê vì nỗi nhớ nhung về anh mơ đã in sâu trong trái tim. Người ơi anh có thấy em đã yêu anh rồi đây, sao chưa bên cạnh nhớ những người chúng ta sẽ không xa rời. Câu 4, bài này quen quá trời luôn. Mỗi cái câu kia thúi á, bạn nào giống chị Kính không? Like cái cho cùng thuyền bè nào. Sang bên mới mưa gió ơi xin ngừng rơi. U là trời, thiệp hồng anh trao nghe quá.
cuốn thế nhở. Không chỉ là một bài hát, đây còn là một lời tự tình xúc động đấy. Nhưng remix lên thì choáy hết sẩy luôn á. Đành chôn dấu vết thương trong lòng, thầm mong em hạnh phúc. Thuyền sang bên mới mưa gió ơi xin ngừng rơi. Nghe tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Câu 6, nghe nhạc cũng muốn lấy chồng lắm rồi mà hỏng ai lấy nè. Coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đứt con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người thương quý trái tim em son vàng. Nắm lên yêu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Xin má rước dâu, u là trời. Cả nhạc nghe đã cái nư quá đi à. Đám cưới mà làm quả nhạc này xong remix lên thì cứ phải là sập sình 3 ngày 3 đêm luôn á. Ôi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa da dâu về nhà xin má đứt con dâu. Em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Câu 7, không phải 12 giờ cũng chẳng phải 10 mà là bài này. Đồng hồ đã đổ chuông, liệu fan có nhớ chị Kính như cái cách chị nhớ fan không nhỉ? Nhớ tôi thì like video cho tôi đi nào. Từ 11 giờ 11 phút, đồng hồ đã đổ chuông. Liệu người có nhớ em như cách em nhớ anh? Đợi mong mãi lời tỏ tình mà cứ sao anh lắng nghe. Nói ra lời yêu em khó vì sao? Phải làm sao? Câu 8, nhìn hình này bạn nhớ đến bài hát nào? Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng. Đúng luôn, tên bài hát cũng là Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Các bạn đừng vội, rồi sẽ có người đến và cùng các bạn ngắm đủ mọi thứ chứ không riêng gì pháo hoa đâu nha. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng. Phía bên kia sông sông và người chú khắp em trên nhau là sẽ thành đôi sau mấy cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kéo cuốn quay trong bộn bề ta vẫn không thay rời. Câu 9, đây là bản thứ tư của bài hát này rồi. Thật đẹp như cá trong lờ hết phương vùng vẫy nương nhờ. Nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô liêu lạc cơ. Trái sao nỡ buông vội tay, sao bỏ duyên mình đây. Thương cánh cỏ bay bay giữa đêm. Bản 1 ra đời vào 2 năm trước và đây chính là Chạnh lòng thương cô version 4 nha anh em ơi. Bạn thích bản mấy hơn nhỉ? Comment đi nhé. Thật đẹp như cá trong lờ hết phương vùng vẫy nương nhờ. Nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô liêu lạc cơ. Trái sao nỡ buông vội tay, sao bỏ duyên mình đây. Thương cánh cỏ bay bay giữa đêm. Câu 10, chỉ nghe nhạc thôi, bạn có đoán được tên bài hát này không? Ai khóc cho em, đúng đấy nhở. Phận ai người nấy khóc chứ thắc mắc cái gì mà phải thay nhau khóc chứ. Bạn nhớ chưa? Phải làm sao người hay nói đi. Khóc cho người ai khóc cho em. Tiếng sau đời anh lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh. Cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Có mong chờ nơi giấc mơ xưa. Giờ đây đã hết thơ rồi. Chốn đô thành đã cuống anh theo. Vòng say một bản hit cực kỳ mới của ca sĩ Đông Nhi, bạn đã biết chưa nhỉ? Một người đi tìm giấc mơ từ đợi một người đang rơi. Tình ta như pháo hoa tan bên ánh trăng tan kết thúc vội vàng. Đoạn kết còn ta giữa một trời pháo hoa.
Sơ ơi, mới có vài nốt nhạc đầu tiên mà đã bánh cuốn bánh mì quá rồi. Chị Nhi đã tung cái bài Người ôm pháo hoa vài ngày trước á. Dự là bài này kiểu gì cũng thành trend nên là anh em đu dần đi nhé. Tình ta như pháo hoa tan bên ánh trăng tan kết thúc vội vàng. Đoạn kết còn ta giữa một trời pháo hoa. Câu 12, cái bài hát này đang là trend biến hình rầm rộ trên top top nè. Thấy quen không? Quá quen đi chứ. Vì mới tận 180 phút xem cái trend biến hình trên top top cơ mà. Câu 13, giai điệu này nghe phát là biết nhảy động tác gì luôn. Cay nhiều mà không phải ai cũng biết tên bài hát đâu. Lưu vào bộ nhớ ngay đi, để hôm nào muốn xem lại còn tìm cho nó dễ nè. Câu 14, nhạc này đẹp trai lắm, mờ lem lắm luôn. Cứ tích tôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha, chắc cùng đã lâu anh không muốn say mà. Có thể sẽ vốn cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em. Bấm chuông nhà em trong đêm và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm nữa. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say. Đấy, tôi bảo mà, khai thật đi. Bạn nghe nhạc là vì đây là bài không thể say hay là vì anh hiếu thứ hai? Nhưng mê cái đẹp thì là điều đương nhiên mà nhỏ. Chị Kính cũng thế mà. Nhà và xe làm chi ngóng trong em hoài, tức cái đêm dài muốn em bên anh phải gọi thêm trai. Đã hơn một năm trôi qua mà mẹ vẫn thế, cứ tiếc tôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Câu 15, nhẹ nhàng chiêu chiêu cái nào, bạn biết bài gì đây không? Cuốn thế nhỏ, nhạc hay, lyric cũng hay nữa cơ. Xin người chớ đừng là tên bài hát này. Đọc lyric rồi nghiện như chị Kính đi nha. Câu 16, hiện đại nhiều rồi, giờ mình comeback cái nhạc huyền thoại nha. Em mang số kiếp trôi lênh đênh như thuyền không bờ. Mai đây sóng gió đây đưa em đi vào cõi mơ. Nơi đây tâm tối khiến thân em sáng sờ. Tuổi xuân hao mòn ai nhớ. Buồn quá buồn quá. Nghe tên bảy nồi ba chìm đã thấy lòng đong lận đận rồi. Có bài thơ cùng tên này đó. Bạn có thuộc không? Thuộc thì comment đọc cho chị Ý xem nào. Em mang số kiếp trôi lênh đênh như thuyền không bờ. Mai đây sóng gió đây đưa em đi vào cõi mơ. Nơi đây tâm tối khiến thân em sáng sờ. Tuổi xuân hao mòn ai nhớ. Đêm nay tiếng gió ấy vang lên nghe sâu chiếu nặng. Ta mang thương tiếc cho thân em gửi vào ánh trăng. Mong trăng dẫn lối đưa em qua bão giông. Đời em sẽ thôi đau lòng. Câu 17, bạn biết gì chưa? Phương Mỹ Chi và Pháo vừa bắt tay tung ra một sản phẩm âm nhạc đấy. Bạn kịp hóng là bài gì chưa nhỉ? Nhưng vẫn xinh tươi, người ta đang hân hoan cùng sầu khổ. Sẽ tốt như mềm, nhưng chỉ mình em không vui. Cô tấm xinh ngoan, mà sao tuổi thân ghê không có đồ. Bông hơi bông lên lấy cơm vàng, bông mang em cho chị nào. Lục điều và thân yêu, hãy thương khoan nên hiểu. Sẽ ơi sẽ phong thấp chị đạo, sẽ ơi sẽ nhanh lên nào. Ông mà thân con đã có sao, hãy quên vậy ta. Sơ ơi, để chị Kính nói cho mà nghe là vũ trụ có anh. Dù mới ra có một vài ngày nhưng mà chị Kính đã nghe 7749 lần rồi đó.
thì tôi ngồi đây xem ai chưa like video và đăng ký kênh cho tôi để tôi khỏi tặng quà luôn nè. Đừng có quên là comment chủ đề bạn muốn chị Kính bóc chân xuống phần bình luận nhé. Mai yêu.